Ok, chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì cũng như mọi khi thì dạo này thì bên mình đi lắp thì cũng hay quay cận cảnh lúc lắp đặt này kia để cho những quý vị là chúng ta đang có nhu cầu này kia thì chúng ta có thể tham khảo những cái kênh YouTube như thế này để chúng ta nắm được biết thêm về cái các cấu hình này kia và cũng như cách lắp đặt của bên mình. Thì về hôm nay thì mình đang lắp đặt ở Đồng Nai mọi người ha. Thì đây là mình lắp đặt cho một cái căn phòng ở công ty. Phòng này thì họ xác định là căn phòng này sẽ là căn phòng giải trí, cho nên là vấn đề tiêu âm này kia thì họ cũng làm cũng tương đối là ok rồi. Phần trần này kia cũng được làm những thanh la như vậy để mà xử lý được cái vấn đề tiêu âm. Và tường cũng được gắn một số các cái vải, chất liệu bằng vải mỏng này kia để mà cho nó giảm đi cái độ dội âm này kia. Chứ là một cái căn phòng mà để cho âm thanh nó được ok thì đòi hỏi căn phòng nó cũng phải tương đối một chút thì âm thanh nó mới ok được. Và nếu như chúng ta lắp bộ âm thanh rất là xịn sò đi nữa mà căn phòng của chúng ta không có được thiết kế một cái chất liệu gì để mà làm vấn đề tiêu âm này kia, làm cho âm thanh nó quá dội này kia, thì chúng ta lắp âm thanh có nhiều tiền mấy nhiều đi nữa thì vô âm thanh nó vẫn không có được tối ưu cho lắm đâu mọi người ha. Nên là khi mà chúng ta xác định làm phòng kinh doanh thì xác định làm phòng phòng giải trí lắp âm thanh ấy, thì mọi người chúng ta tập trung chú ý tới một chút trong vấn đề là cái âm học, xử lý cái tiêu âm một xíu cho nó ok một chút thì âm thanh nó mới ok được. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, thì bây giờ mình sẽ phụ mấy bạn lắp đặt lên, lát là mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng test thử. Thì ở đây đang công trình đang làm cho nên là đang có rất là nhiều đội, ở ngoài kia thì đang rất là bụi bặm này kia, và đây cũng đang có rất là nhiều đội đang làm phần tụ rồi là phần các cái phần nội thất này kia, nên là cũng hơi bừa bộn một chút. Thì căn phòng này thì đâu đó khoảng tầm 40m² mọi người, nói chung cũng khá rộng đó, mà bởi vì là ngồi theo vị trí chiều ngang cho nên là thành ra là từ vị trí ngồi cho đến tới vị trí đặt tivi á và vị trí đeo loa á, cách nhau khoảng đâu đó khoảng tầm 4m, tầm non 4m gì đó. Thì cho nên là đối với cái vị trí ngồi như vậy, khoảng cách ngồi như vậy thì một cặp này đáp ứng cũng rất là ok về vấn đề trong một cái phòng giải trí. Thì bộ này mình phối ghép đó là một cặp JBL 4012G2 mọi người ha. Cặp này thì hiện tại đang có giá đâu đó là khoảng tầm 48 triệu một cặp á. Công suất của nó là 350W, công suất hoạt động liên tục ha. Bây giờ mình sẽ khui ra hàng mới nguyên siêu 100% luôn ha. Và cái này thì mình sẽ đeo ngang để cho nó có góc phụ tốt nhất. Mình sẽ đeo nằm như thế này. JBL. Thì đâm ra xuống được. Đúng rồi, hoặc to tới đó cho nó ấy lên được không sao. Đúng rồi. Ừ. Nhiều hộp vậy. Treo loa xong rồi tí sẽ xóa vào chỗ này chỗ nào.
và nãy giờ thì anh em cũng đã treo được loa lên và hiện tại thì bạn đang đi thọc từng khe từng lỗ để luồn cái sợi dây làm sao cho nó kín đi qua đây, nói chung là làm sao cố làm sao để cho dây nó không có bị lòi này kia, thậm bị hết mức có thể. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái combo mình phối ghép. Thì hệ thống này thì mình phối ghép đó là một cặp loa JBL 4012 G2 và kèm theo đó thì súp thì mình phối ghép đó là một chiếc súp của MF3. Súp MF3 chắc mọi người chúng ta cũng đã biết về dòng đó rồi ha. Những quý vị nào có theo dõi kênh của Thiên Vũ. Bộ này thì với công suất của loa là 350W thì mình sẽ phối ghép với một chiếc main Crown XLE 2500. Thì main này có công suất ở đó là 500W thì nói chung là cũng thoải mái để sử dụng cho cái cặp loa đó, chung là phù hợp. Đều là hàng của Hartmann. Và vang số thì mình phối ghép đó là vang số cái 80A. Đó, và micro thì mình sẽ phối ghép cho khách đó là micro Soundmic 599 Pro 25A. Và đầu thì mình phối ghép là một chiếc đầu karaoke của Okara và cũng có kèm theo màn hình của Okara luôn. Một quản lý nguồn thì mình phối ghép đó là quản lý nguồn của Bisao. Thì với cái chất lượng combo phối ghép như thế này và chất âm như thế nào thì một lát nữa mình sẽ setup rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và cùng trải nghiệm thử ha. Thì anh em làm từ trưa nhờ, bây giờ đâu đó cũng khoảng tầm 3 giờ rồi mọi người. Thì cũng đã xong xuôi hết cả rồi. Bây giờ mình đang đứng trước cổng công ty để chuẩn bị anh em ra về. Thực chất là chưa xong đâu, thực chất là tất cả loa hệ thống âm thanh đã lên tiếng hết cả rồi. Nhưng bởi vì là cái căn phòng chưa được hoàn thiện trong vấn đề nội thất, cho nên là mình hôm khác á, bàn ghế này kia vô hết cả rồi, nội thất xong xuôi hết sạch sẽ. Khi đó thì mình sẽ xuống setup, sau đó mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe thực tế hơn ha. Bye.